Hello các bạn ơi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là hai em Beyblade siêu đỉnh mà mình và bạn Bin mong chờ từng ngày để cầm được em nó trên tay nè. Thích quá các bạn ơi. Mà từ lúc đặt hàng cho tới cái lúc mà nhận được như này là đợi hơi lâu quá nha. Đợi dài cổ đó nha, là khoảng 3 tuần luôn rồi. Hai em này thì mình đặt trên Amazon Nhật Bản nha các bạn ơi. Ok, bây giờ thì thôi mình vô em đầu tiên luôn đi ha. Beyblade đầu tiên đó chính là bạn Critics Raphael Overhide Extend Plus nha các bạn ơi. Đây là một Beyblade loại cân bằng Balance của Takaratomy, được ra mắt tại Nhật hồi tháng 11 năm 2021 nè. Thuộc Burst System cũng như là Dynamite Battle Laser System nha các bạn. Cái hộp này thì khác với những cái hộp Beyblade khác trước của mình, thì nó hình chữ nhật nha các bạn. Hình chữ nhật và cũng có cái tên của Beyblade và cái mã số ở đây, logo Beyblade ở đây và hình ảnh con quay có trong cái bộ này ở đây. Phía sau nè, phía cũng có những ghi chú vào đặc điểm cho con quay của tụi mình cũng như là cách chơi, cách hoạt động của con quay trên sàn thi đấu nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái mã QR code nữa các bạn. Bạn quét cái mã này nó sẽ dẫn tới thẳng cái trang web của Takaratomy luôn nè các bạn. Là mã vạch. Đây là mã vạch. Hình chữ nhật nha các bạn. Hộp hình chữ nhật nha. Rồi ok, bây giờ unbox nè. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái tờ giới thiệu về con quay của chúng ta cũng như là cái sticker. Và đây là con quay, bây giờ mở tiếp nè. Con quay này chúng ta sẽ có 3 lớp nha các bạn ơi. Đầu tiên đó chính là Energy Layer nè. Hình thiên thần Raphael ở ngay trung tâm nha các bạn ơi. Khuôn mặt của thiên thần này các bạn và cái mũ giáp màu vàng xung quanh, đây là điểm trung tâm màu đỏ nha. Ở trên đây là đội một cái gọi là giống như là cái nón hay cái vương miện hả, màu đỏ phía trên đây nha các bạn ơi. Thì con quay thì cái laser này là quay phải, và theo hãng mô tả thì cái lớp này có thể chuyển từ chế độ tấn công bằng 8 cái lưỡi kiếm xung quanh nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè các bạn. Màu trắng nè các bạn có thấy không? Xung quanh nè, màu trắng trong suốt có tí xíu kim tuyến nè, là 8 lưỡi kiếm của chúng ta nha. Và sang chế độ phòng thủ. Và đặc biệt là hai cái lưỡi màu trắng bên đây nè, hai cái vọng lưỡi kiếm màu trắng bên đây có thể bật lên khi mà con quay đang bị hạ tốc độ quay đó các bạn, để có thể giúp con quay cân bằng khi thi đấu nha các bạn ơi. Lạ quá ha. Thì trong hộp này thì ở phía ngoài đây nè, các bạn có thấy không, hãng có nói đó. Thì lát nữa để mình quay thử coi cái này nó bật lên như thế nào nha. Ngộ ghê luôn á. Cái lớp phía dưới là cũng trong suốt luôn nha các bạn. Đính ốc rồi nè, cho nên nó rất là chắc chắn, cứng cáp và rất là nặng nha các bạn ơi. Mình chưa có thấy cái laser nào mà nặng như cái laser này luôn á. Hình Raphael nhìn rất là ngầu nha các bạn ơi. Mắt xanh lá cây nè, và cái mái tóc là màu bạc nha. Tông trắng đen, tông trắng trong suốt và màu đen cũng trong suốt luôn nha các bạn. Đẹp quá các bạn ơi. Nặng quá các bạn, nhìn rất là chắc chắn luôn á. Lát nữa mình dán sticker vô xem coi nè, nó còn nổi hơn nữa. Tiếp theo đó chính là Four Sticks Over. Có khắc chữ OV ở hai bên cái chốt nè các bạn có thấy không? Và nó rất là nặng nha các bạn ơi, nặng lắm và hình tròn nhẵn luôn nè. Cái này thì mình nghĩ chủ yếu là tăng sức bền, stamina và tấn công mạnh mẽ hơn cho Beyblade của chúng ta đó nha. Kim loại sáng bóng luôn và rất nặng. Đây là Driver High Extend Plus nha các bạn. Thì với ba chế độ linh hoạt là tấn công, phòng thủ và sức bền luôn nha. Màu vàng nghệ nè. Chính giữa là một cái vòng màu đỏ và hình như có một cái trục lò xo giữa cái đĩa tiếp xúc với sân vận động và cái driver của chúng ta nè, các bạn có thấy không? Cái đĩa tiếp xúc với sân vận động thì nó là màu trắng trong suốt nha. Ở chế độ stamina thì chúng ta mình sẽ dỡ cái đĩa này lên
và xoay nè các bạn. Ở chế độ stamina thì cái trục nhọn này nó sẽ nhô ra ngoài, nhô ra ngoài như thế này ha. Còn ở chế độ phòng thủ thì đầu trục nhọn này sẽ bị ẩn một nửa nha các bạn. Đó, nó sẽ bị ẩn một nửa nè. Đó, nó sẽ bị ẩn một nửa nè, mình kéo cái đầu trục ra đó. Và ở chế độ tấn công thì cái đầu nhọn này nó sẽ biến mất luôn nè các bạn. Biến mất luôn. Đó, thụt vô trong luôn, sát vô trong luôn. Rồi, thụt vô trong, sát vô trong luôn nè các bạn, có thấy không? Ủa cái máy quay của mình nó không có tập trung như cái driver vậy các bạn. Rồi các bạn có thấy không? Tấn công thì cái đầu trục nhọn này nó sẽ mất luôn. Mình sẽ kéo cái đĩa trong suốt này để cho nó mất luôn các bạn ơi. Và thì theo chế độ nào thì nó còn tùy thuộc vào đối thủ của chúng ta là như nào nữa nha các bạn. Ba cấp chế độ. Đẹp quá, lạ ghê. Mạnh ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái sticker ra đi. Đó, đây là bộ sticker của tụi mình, màu đỏ và màu đen nha. Còn cái này là cái tờ giới thiệu về Curtis Farrell của chúng ta. Đây là cái tờ ghi về những cái đặc điểm của con quay của chúng ta đó các bạn. Lắp ráp luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ ráp cái các lớp này vào với nhau và mình sẽ dán sticker nha các bạn ơi. Con thích chế độ tấn công. Rất đẹp. Đó, các bạn có thấy không, lên video nhìn đẹp ha. Tuy là nó chỉ pha trộn giữa màu trắng trong suốt và màu đen thôi, nhưng vì thiết kế rất là sắc sảo cho nên các bạn vẫn thấy nó lấp lánh với ánh đèn của mình nè, các bạn có thấy không? Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Nhìn nặng lắm, cầm lên rất là nặng luôn nha các bạn. Nổi cái laser này thôi là nó đã nặng rồi, thêm cái four stick siêu nặng kia nữa là thì chắc giữ cân bằng rất tốt ha các bạn ha. Và cái trục này nữa, lợi hại, ba chế độ luôn. Nhìn nghiêng nè, nhìn thẳng nè. Ok, bây giờ dán sticker đi cho nhìn cho nó lung linh hơn nữa nha. Mình đã dán sticker xong cho con quay của chúng ta Curtis Farrell nha các bạn ơi. Thì sticker ở trên cái lưỡi này thì dán như bình thường, còn để dán những cái sticker ở dưới cái lưỡi quay thì mình phải cho cái con quay của mình quay. Xong khi mà con quay nó giảm tốc độ rồi, tự nhiên hai cái lưỡi kiếm này nó bật lên thì mình mới có thể dán được sticker nằm phía dưới nha các bạn ơi. Các bạn có thấy đẹp không? Dán sticker lên tông màu đỏ và đen nè, nhìn ngầu ha, nhìn rất là con trai luôn á. Nhìn rất là ngầu luôn á các bạn. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Hồi nãy mình cho nó xoay thử chỗ nó đẹp xuất sắc. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó xoay cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ gặp nó xuống. Ok rồi, quay nha, quay nha. 3, 2, 1. Nó lắc quá các bạn ơi. Và từ từ nó bung cái lưỡi ở phía trên lên nha các bạn. Các bạn đợi đi, khi nào nó giảm tốc độ nó sẽ bung lên nè. Đó đó, bắt đầu bung nhẹ, bung nhẹ. Đó, nó cao hơn rồi các bạn có thấy không? Hai cái lưỡi nó bung lên rồi đó các bạn không? Hai cái lưỡi nó bung lên các bạn có thấy không? Trên template của chúng ta luôn, giúp cho con quay giữ thế quay lâu hơn tí đấy nha các bạn. Đúng luôn. Trời ơi, lạ quá. Đó, các bạn có thấy không? Nó bung lên rồi đó. Nè, nó bung lên rồi nè. Dần tí tí lên luôn các bạn ơi. Ui, nó bung cao lắm kìa.
thì khi mà ban đầu á tung Beyblade càng mạnh á thì hai cái lưỡi kiếm này nó sẽ càng tung nhanh hơn nha các bạn ơi. Ok. Ủa nó làm cái gì mẹ luôn nữa. Lần này con quay của chúng ta chỉ bung một cánh thôi à. Ha. Đây là Beyblade thứ hai trong video này của tụi mình. Thì em này đang được săn đón và là một trong những Beyblade bán chạy nhất best seller trên Amazon Nhật Bản này các bạn ơi. Mình canh dữ lắm mới gom được á nha. Đây chính là em Ultimate Valkyrie Legacy Variable Knight nha các bạn ơi. Đây là Valkyrie mạnh mẽ nhất chưa vậy các bạn. Vì mình thấy còn có Brave Valkyrie và Saber Valkyrie ở trên web đó nữa. Thì mình biết em nào là mạnh nhất luôn á. Chắc phải đợi mình sưu tầm hết xong sau đó mình sẽ so sánh, cho quay so sánh thì mình mới có thể biết được em Valkyrie nào là mạnh nhất nha các bạn ơi. Thì đây là một Beyblade loại tấn công Takaratomy sản xuất và thuộc hệ thống Bus cũng như là Dynamite Patrolier System, được ra mắt ở Nhật Bản vào tháng 12 năm 2021 luôn đó nha. Hộp này thì cũng hình chữ nhật giống như cái em Critics Farrell hồi nãy. Phía trước nè cũng có tên cũng như là cái mã số, và phía sau thì hãng cũng giới thiệu đặc điểm về các lớp cũng như là mã QR code. Thì các bạn quét cái mã này nè thì nó sẽ dẫn các bạn tới thẳng cái trang web của Takaratomy luôn ha. Còn bên đây là mã vạch, đó là cách thức kiểu như là cái sự hoạt động của Valkyrie trên sân thi đấu nè ha. Đây là cái tờ hướng dẫn và giới thiệu về con quay của chúng ta cũng như là sticker cho em Ultimate Valkyrie này nha các bạn ơi. Đó, các bạn có thấy không? Tờ hướng dẫn typical nhìn rất là màu sắc lẹ lẹt. Và đây là sticker. Đây là cái tờ gọi là đặc điểm của con quay Valkyrie cũng như là cái cách dán sticker cũng như là cái cách mà lắp ráp cái từng laser của chúng ta nha. Ôi các bạn ơi, cái laser nào nó cũng nặng luôn á các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ dán sticker luôn nha, xong sau đó mình sẽ nói thêm nha các bạn ơi. Mình đã dán sticker xong nha các bạn ơi. Các bạn ơi, đây là lõi DB-Core nha các bạn. Valkyrie, DB-Core Valkyrie. Hãng gọi đây là một cái lõi DB-Core quay phải với 3 khóa rất là chắc chắn và mạnh mẽ nha các bạn. Hình vị thần chiến đấu Valkyrie nè các bạn ơi. Tông màu xanh chủ đạo và được trang trí ở ngay phần trung tâm là màu vàng màu đỏ. Nhìn có bốn cái lưỡi cánh nè các bạn ơi. Rất là nổi bật luôn. Đây là cái lõi nha, lõi tròn nha các bạn. Phía sau nè, phía trước nè. Và tiếp theo đó chính là vòng lưỡi dao Blade Ultimate với 3 lưỡi kiếm chính to nằm ở phía bên ngoài là 3 điểm tấn công chính của Beyblade của chúng ta. Thì mỗi một lưỡi kiếm to này thì nó sẽ bao gồm một lưỡi dao cao su nằm ở bên ngoài màu đỏ nè các bạn có thấy không? Và một cái lưỡi nhỏ trong suốt nằm ở phía trên. Thì hai cái lưỡi này nó cố định với nhau nha. Nhìn thấy là biết là đây là một kiểu tấn công siêu đau đớn cho đối thủ các bạn ơi. Để coi lát nữa xoay thì ba cái lưỡi kiếm này phát huy tác dụng như thế nào ha. Nhìn rất là chắc chắn và rất là đẹp luôn các bạn. Cái vòng Blade Ultimate này được thiết kế rất là cầu kỳ và sắc nét và rất là nhiều màu. Có chữ R ở đây nè các bạn có thấy không?
hai chữ R nằm ở bên trong cái vòng màu xanh bên trong ha. Cái vòng màu xanh là cái lớp nền nè. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái vòng Amor số 9. Amor số 9 nha các bạn. Thì cái vòng này nó tròn và kiểu như là nó cũng tương đối nặng vì nó được làm bằng kim loại rất là sáng bóng luôn các bạn ơi. Thì cái vòng Amor số 9 này góp phần làm cho cái lớp, toàn bộ cái lớp layer phía trên của chúng ta nó sẽ nặng hơn và toàn bộ peplet của chúng ta nó sẽ nặng hơn rất nhiều so với những peplet khác nha các bạn ơi. Và tiếp theo chúng ta sẽ có Forge Dix Legacy. Ồ, thiết kế này nhìn giống như là một cái bông hoa 6 cánh vậy, mà cái bông hoa này không hề mỏng manh đâu nha các bạn ơi, nó rất là nặng đó nha. 6 cái cánh dao xung quanh này được thiết kế dốc xuống nè các bạn, theo chiều dốc xuống, dọc đít xoay phải theo chiều kim đồng hồ nha. Và hãng nói 6 cái cánh dao này thấp thì sẽ giúp cho con quay của chúng ta bền hơn khi thi đấu nè. Không biết khi ra trận thì nó có giống như lời mô tả của hãng không, và được in chữ LG là Legacy á. Cái phần trung tâm thì nó nhô lên phía trên nha. Đó, phần trung tâm nhô lên phía trên. Còn 6 cái lưỡi cánh thì nó hạ thấp xuống dưới nè, các bạn có thấy không? Và nó tương đối nặng các bạn ơi. Nặng đó ha. Tiếp theo đó chính là Driver Variable đầu trục cao su màu đỏ và có những cái gai nằm ở trung tâm của cái trục cao su này. Cái tông xanh này giống như cái DP Core này, mình sẽ ráp DP Core và lưỡi dao Blade cũng như là vòng Armor số 9 này vô nha. Mình ráp xong rồi nè các bạn ơi, và dán sticker luôn rồi, đẹp chưa, lung linh chưa, màu xanh ảo diệu à, và có những cái giáp màu và có những cái giáp kiếm màu vàng rất là đẹp ha. Ba cái lưỡi cao su, cái này thật ra là làm bằng nhựa cứng nha các bạn ơi. Ở ngoài Valkyrie của chúng ta thì ba cái lưỡi này được làm bằng nhựa cứng màu đỏ nha, rất là chắc chắn và rất là nhiều đường nét gồ ra tạo cho cái thế tấn công, tạo cho cái sức tấn công mạnh mẽ hơn nè. Và đây là cái đầu trục cao su có những cái gai nhỏ. Các bạn ơi, cái DP Core này nó lòi lên phía trên nè, các bạn có thấy không? Cho nên mình đang kiếm một cái tay xoay nào nó phù hợp với con quay này. Tại vì cái lõi này nó nhô lên nè. Không có tay xoay nào ở nhà mình mà nó vừa với cái con quay Ultimate Valkyrie này hết trơn á. Khi mà xoay á, cái âm thanh nó lớn lắm nha các bạn ơi. Và ba cái lưỡi dao bên ngoài các bạn có thấy không? Tạo thành một cái vòng tròn đỏ phía bên ngoài luôn kìa. Xoay có vẻ rất là nặng nhọc nha các bạn. Tại vì bao gồm có Armor số 9 và cái Force Stick nữa các bạn ơi. Rất chắc chắn. Nhìn siêu mạnh mẽ luôn ha các bạn ha. Vì mình không có cái tay xoay nào phù hợp với lại cái bạn Ultimate Valkyrie nữa các bạn, tại vì cái DP Core Valkyrie nó vô lên phía trên á, cho nên là nếu mà có tay xoay mà phù hợp với bạn này thì sẽ tung mạnh hơn nha. Ok rồi, bây giờ sẽ là trận thi đấu giữa Critics Pharrell và Ultimate Valkyrie của chúng ta nha. Bất phân thắng bại luôn. Mà sao không chạm vô nhau vậy? Valkyrie thua các bạn ơi. Thôi cho lại đi. Ok, mình cho Raphael và Ultimate Valkyrie thi lại nha các bạn ơi. Chạm vô nhau các bạn.
nó xoay ở những cái vị trí khác nhau luôn kìa. Rồi Valkyrie thua, Raphael thắng. Ultimate Valkyrie lại giận trước các bạn ơi. Không luôn. Này là gì vậy? Cái gì dính đây Bin? Cái chỗ đó. Chỗ đi nha. 3, 2, 1. Là con chọn cái này. Con chọn cái này. Mày quá chọn luôn. 3, 2, 1. Thì mày Valkyrie ập ngược luôn các bạn ơi. Ập ngược. Rồi. Xong. Các bạn Beyblade ngày hôm nay của chúng ta rất là mạnh mẽ và rất là đặc biệt nha các bạn. Thiết kế rất là đặc biệt và cái kiểu thi đấu ở trên sân vận động cũng vô cùng đặc biệt. Bạn Ultimate Valkyrie này mình thấy tấn công rất là mạnh luôn á các bạn ơi. Nhưng mà kiểu như là sức bền không có bằng các bạn British Pharrell này hay sao á. Bạn này mỗi lần bung cái cánh kiếm ra là sẽ xoay lâu hơn nữa nha các bạn. Và bền bỉ hơn. Thì mỗi em có một cái ưu điểm khác nhau. Khi có thể một phần là do driver của em British Pharrell này nó có 3 chế độ nha các bạn. Đó, có thể điều chỉnh 3 chế độ cho nên nó sẽ đa dạng và linh hoạt hơn trong cách thi đấu ha. Rồi mẹ nhìn nè, đẹp chưa, đẹp xuất sắc chưa. Nên bây giờ mình sẽ gặp bớt một cánh kiếm xuống trước để các bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Raphael nha. Ok, thì ở trong hai cái bộ này không có bộ nào là có tay xoay hết nha các bạn. Thì để lựa chọn một cái tay xoay phù hợp cho Ultimate Valkyrie này thì mình sẽ chắc mình phải tìm thêm ha, tại vì cái DP core này nó lội lên phía trước nè. Mày có thấy không, nó không có nằm xuống. Cái con nó lồi lên phía trước nè. Nó rồi đúng không? Đúng rồi, và nó rất là nặng nha các bạn. Ultimate Valkyrie này rất là nặng luôn á các bạn ơi. Nặng hơn nhiều so với Pharrell này luôn á. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của tụi mình. Nhớ nhấn nút đăng ký phía dưới để ủng hộ kênh cho tụi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nè. Dự là sẽ có rất nhiều Beyblade độc lạ xuất hiện ở những video kế tiếp nha. Nhớ đón chờ nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.